Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhân sự thượng tầng của đảng đang gặp khó khăn. Ngày 3 tháng 4, VOA tiếng Việt có bài Khủng hoảng Chủ tịch nước, Việt Nam sẽ giải quyết thế nào? VOA cho biết theo quy định của đảng thì chức Chủ tịch nước phải là một trong số các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, nhưng không được là ủy viên mới mà ít nhất đã phải trải qua nhiệm kỳ thứ hai. Chiếu theo quy định này thì ngoại trừ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ còn hai người đủ điều kiện là Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời giáo sư Kurt Thayer, chuyên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng bà Trương Thị Mai sẽ là lựa chọn chắc cú cho vị trí Chủ tịch nước. Bà ấy là một nhà lãnh đạo cao cấp, lão thành, dày dặn kinh nghiệm, đã từng kinh qua nhiều vị trí cao cấp khác nhau trong bộ máy đảng. Bà ấy là lựa chọn thay thế cho ông Thưởng khả dĩ nhất nếu bà không có tham vọng lên lãnh đạo trong tương lai. Giáo sư Thayer phân tích và cho rằng vì là phụ nữ nên bà ít có cơ hội được đặc cấp tại Đại hội 14, bởi khi đó bà đã 68 tuổi. Về trường hợp của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, vị giáo sư này cho rằng ông Lâm được đồn đoán là có tham vọng trở thành Tổng Bí thư chứ không phải là Chủ tịch nước. Trong trường hợp đó, ông Lâm cũng cần được Trung ương Đảng đặc cách vì khi đó ông đã quá 68 tuổi. Ông Thayer cho biết, theo thông tin trong hậu trường mà ông nắm được, thì khi Đảng chọn người thay cho ông Phúc, ông Lâm đã không muốn ra tranh với ông Thưởng và lúc đó ông cũng không muốn rời ghế Bộ trưởng Công an. Hình ảnh ai sẽ là Chủ tịch nước tiếp theo? Theo giáo sư Thayer, Chủ tịch nước kế tiếp phải trong sạch, không phạm bất cứ điều gì trong số 19 điều đảng viên không được làm và có trách nhiệm nêu gương. Con số ít ỏi những nhân sự có thể lên thay cho ông Thưởng cho thấy thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp khó khăn về nhân sự. Cũng theo lời của ông Thayer, khóa 13 là nhiệm kỳ có nhiều ủy viên Bộ Chính trị bị gạt ra ngoài nhất từ trước đến nay, với 4 trong số 18 ủy viên khi mới quá nửa nhiệm kỳ. Ông Thayer chỉ ra công cuộc chống tham nhũng quyết liệt vốn là trọng tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm hai thành phần. Một là trừng trị những cán bộ vi phạm, hai là quy trách nhiệm người đứng đầu cho sai phạm của cấp dưới. Ngoài ra, ông Thayer cũng chỉ ra trách nhiệm của ông Trọng trên cương vị người đứng đầu tiểu ban nhân sự lựa chọn người cho khóa 13. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người phải chịu trách nhiệm về tình hình khủng hoảng nhân sự trong đảng hiện nay. Tổng Bí thư Trọng đang được ghi công cho nỗ lực chống tham nhũng và cải tiến quá trình tuyển lựa nhân sự với việc đề ra những quy định khắt khe. Nhưng ông Trọng cũng phải chịu trách nhiệm khi mà Bộ Chính trị bị trống nhiều ghế và trách nhiệm trong quá trình tuyển lựa nhân sự khi mà sau đó có quá nhiều con sâu bị phát hiện. Do đó, theo lời vị giáo sư này, ông Trọng phải tự rời chức trưởng tiểu ban nhân sự tại Đại hội khóa 14. Và tiểu bang này phải cực kỳ khắt khe trong việc xét duyệt các ứng viên vào các vị trí lãnh đạo. Giáo sư Thayer cho biết ông đã nghe lời than phiền về sự thiếu minh bạch vì người dân không hề được biết ông Thưởng đã vi phạm những gì mà bị kỷ luật. Tại sao có người bị trừng phạt, có người lại không? Tương lai của chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư sẽ bất định, nhất là khi ông ấy về hưu vào cuối nhiệm kỳ này. Đảng hiện đang chia rẽ giữa những người muốn đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng để lấy đó mà thăng tiến sự nghiệp của mình và những người lo ngại rằng nó đã đi quá xa và gây ra những xáo trộn không cần thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Nhân sự thượng tầng của đảng đang gặp khó khăn. Lãnh đạo Việt Nam có chịu nghe góp ý của dân? Ngày 1 tháng 4, blog Thiên Hạ Luận trên VOA tiếng Việt bình luận Bắt bao nhiêu, trong bao lâu thì hết cán bộ thoái hóa biến chất. Tác giả đề cập đến vụ bắt giữ cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ khiến nhiều người hả hê. Tác giả dẫn bài viết của nhà báo Thu Hà trên báo Tiếng Dân. Theo đó, ông Chữ là điếu đớm cho nhiều nhân vật tay to mặt lớn đi lên từ Quảng Ngãi như ông Hồ Nghĩa Dũng, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa án tối cao, Võ Văn Thưởng, cựu chủ tịch nước. Ngược lại, nhờ hậu thuẫn của những cá nhân đó, ông Chữ từng bước tiến thân, trở thành bí thư Quảng Ngãi. Cho dù nổi tiếng giàu có vì ăn không chừa thứ gì, thâu tóm, chia chác quyền lực, bảo trợ cho gia đình vợ cướp đất của dân, thậm chí dám thu hồi đất quốc phòng để giao cho tập đoàn FLC. Nhưng ông Chữ vẫn bình an vô sự.
Hình ảnh bài trên blog Thiên Hạ Luận VOA. Tác giả cũng dẫn nhà báo Nguyễn Thông kể một chuyện xảy ra cách nay cũng 4 năm. Lúc đó nhà báo được một người bà con đưa đi chiêm ngưỡng từ dinh của ông Lê Viết Chữ ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, mà theo ông là bề thế hơn cả phủ của lãnh chúa Trung Phần. Đáng nói biệt thự này chỉ xây xong rồi để đó giao cho người khác trông coi chứ không dùng đến. Không phải tự nhiên mà ông Nguyễn Thông có cùng nhận xét như rất nhiều người. Xứ An Nam ta bây giờ ngày nào mà không bắt cán bộ tự dưng dân cảm thấy hụt hẫng, buồn buồn, kém vui. Theo tác giả, từ chuyện Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng liên tục đề xuất và Bộ Chính trị kỷ luật hàng loạt cán bộ cao cấp trong thời gian vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Chu góp ý cần các biện pháp khác để tiêu diệt quốc nạn tham nhũng đến tận gốc rễ. Ông Chu nhận định công tác nhân sự các khóa 11, 12, 13 đều đã để lọt những người không đạt tiêu chuẩn và không phải họ mới mắc khuyết điểm mà là bây giờ mới phát hiện ra. Do vậy, câu hỏi hiển nhiên là ai chưa bị phát hiện? Thực tế cho thấy rất khó tìm ra người không tham nhũng vì từ cán bộ cơ sở đi qua các cấp huyện, tỉnh tới trung ương hay từ các cấp phòng, vụ tới bộ đã bị nhúng trong môi trường làm việc mà tham nhũng mang tính phổ quát thì khó hoàn toàn trong sạch. Ngay cả đưa một người trong sạch chưa có chức vụ gì vào tham gia bộ máy ở cấp trung ương thì khi nằm trong bộ máy cũng sẽ chịu sự chi phối của môi trường. Từ không tham nhũng lại có thể sẽ dính vào tham nhũng. Hình ảnh những quan tham đã vào lò. Do vậy, ông Chu nghĩ rằng muốn loại trừ tận gốc phần lớn nạn tham nhũng thì quan trọng bậc nhất là cải cách thể chế, cải cách phương thức quản lý nhà nước, thay đổi phương thức tuyển chọn nhân sự. Ông Chu khuyến cáo cần phải xem lại cách làm nhân sự trước nay vì cách làm nhân sự này không chỉ dẫn đến tình trạng lãnh đạo thế hệ sau không bằng lãnh đạo thế hệ trước mà nguy hiểm hơn là việc bảo vệ và duy trì quyền lực dẫn đến nguy cơ làm gia tăng tham nhũng quyền lực. Ông Chu cũng cho rằng mở rộng dân chủ trong đảng có thể cho số đông lựa chọn nhân sự là phương thức tốt nhất trong công tác nhân sự, được thực tiễn kiểm nghiệm. Đó là con đường duy nhất đúng để tìm ra lãnh đạo có tài, có đức. Hơn thế nữa, mở rộng dân chủ để số đông lựa chọn lãnh đạo còn là biện pháp hữu hiệu nhất để chống lại tham nhũng quyền lực, nguy hiểm nhất trong các hình thức tham nhũng. Tự nguyện từ bỏ quyền lực là điều vô cùng khó khăn. Con đường mở rộng dân chủ đầy gian truân và nói đến mở rộng dân chủ trong đảng cũng là nói đến mở rộng dân chủ trong dân. Tác giả nhận xét có thể xếp ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Chu vào loại gan ruột. Nhưng bao nhiêu người tin giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam chịu nghe, chịu ngẫm nghĩ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Lãnh đạo Việt Nam có chịu nghe góp ý của dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.